Phòng ngừa bệnh thận do thuốc cản quang thì chúng ta thế nào chúng ta hiểu là bệnh thận do thuốc cản quang? Thì theo định nghĩa 2017 của Hội Thận học Quốc tế, người ta đưa ra ba cái tiêu chí để chúng ta chẩn đoán là bệnh thận do thuốc cản quang. Đó là khi so sánh trước và sau khi chúng ta tiến hành can thiệp trong vòng 48 giờ nhé, các bạn cần lưu ý. Thì chúng ta làm xét nghiệm liên tiếp trong vòng 48 giờ, nếu có một trong ba hiện tượng là xảy ra thì người ta chẩn đoán là có viêm, là có suy thận cấp, cũng tương đương gọi là bệnh thận do thuốc cản quang. Đó là gì? Có hiện tượng tăng creatinine huyết thanh trên 0,3 mg/trăm hoặc là trên 2,6-4 micromol trên lít. Ta sau khi chúng ta tiến hành can thiệp, chúng ta trong vòng 48 giờ nếu có tăng như thế này, chúng ta cũng chẩn đoán. Tiêu chuẩn thứ hai là tăng trên 50% so với trước khi can thiệp. Đấy, ta tăng lên 1,5 lần so với trước và sau. Tiêu chuẩn thứ ba, nếu chúng ta theo dõi cái lượng nước tiểu dưới 0,5 ml/g mỗi giờ và ít nhất trong vòng 6 giờ liên tục thì lúc đó chúng ta cũng chẩn đoán đó là một cái tình trạng suy thận cấp, hay nói cách khác là bệnh thận do thuốc cản quang. Thế để câu hỏi đặt ra là chúng ta làm thế nào để phòng ngừa bệnh thận do thuốc cản quang? Thì thứ nhất chúng ta phải xác định là đâu là bệnh nhân nguy cơ cao, và trong quá trình trước và sau can thiệp chúng ta phải bù dịch đầy đủ, và điều rất quan trọng nữa là chúng ta giảm tối thiểu cái lượng thuốc cản quang trong quá trình can thiệp. Thì tại sao cái vai trò rất là quan trọng như vậy? Thì qua một cái phân tích, người ta thấy rằng là cái tỷ lệ bệnh thận do thuốc cản quang tăng rất cao ở những đối tượng bệnh nhân có suy thận mãn. Chúng ta nhìn đây, nếu đối tượng màu đỏ đây là bệnh nhân có suy thận mãn, còn nếu trường hợp bệnh nhân không có suy thận mãn và không bị thận thuốc cản quang thì cái tỷ lệ đã giảm hơn hẳn. Và chúng ta xác định đâu là bệnh nhân nguy cơ cao của bệnh thận thuốc cản quang. Thứ nhất là bệnh nhân cao tuổi, thứ hai là bệnh nhân có tiền sử bệnh thận, bao gồm là bệnh nhân có lọc, có lọc máu, bệnh nhân có ghép thận, bệnh nhân có một thận, bệnh nhân có ung thư thận, hoặc là bệnh nhân có phẫu thuật ở vùng thận, thì là những bệnh nhân nguy cơ cao. Thứ hai, những bệnh nhân có huyết áp thấp, thì các bạn cần lưu ý là ví dụ bệnh nhân có huyết áp thấp với bất cứ lý do gì, hoặc là bệnh nhân có tình trạng tiền sốc là sốc tim, thì là những yếu tố nguy cơ rất cao của bệnh thận thuốc cản quang. Bệnh nhân tiểu đường hoặc là bệnh nhân mất nước, đó, tức là những đối tượng đó chúng ta cần lưu ý và chúng ta phải cần bù nước và điện giải đầy đủ trước khi, sau quá trình can thiệp. Và nhằm đánh giá cái nguy cơ bệnh thận thuốc cản quang thì tác giả Maran đã đưa ra một cái thang điểm Sin-Risk Score. Thì thang điểm Sin-Risk Score thì người ta dựa theo tình trạng là bệnh nhân có tụt huyết áp hay không, có phải dùng bóng đối xung hay không, tình trạng suy tim xung huyết, tuổi cao, thiếu máu này, bệnh nhân tiểu đường này, và mức độ sử dụng thuốc Contrast, tức là cái mức độ thuốc cản quang, và người ta đánh giá chức năng thận trước can thiệp và mức lọc cầu thận. Thì qua đó ta sẽ đánh giá rằng là nếu trường hợp nguy cơ là dưới 5 điểm cái thang điểm này thì nguy cơ bệnh thận thuốc cản quang là 7,5%, còn thang điểm từ 6 đến 10 là nguy cơ là 14%, thang điểm từ 14 đến 15 là 26,1%, và tên trên 16 điểm là 57,3% số bệnh nhân đó sau khi chúng ta can thiệp thì có bệnh thận thuốc cản quang, và cái nguy cơ phải lọc máu chiếm tỷ lệ 12,5%. Và những đối tượng bệnh nhân mà có bệnh thận mãn tính thì đó đối tượng nguy cơ rất cao của bệnh thận thuốc cản quang rồi. Và khi chúng ta cần phân tích những đối tượng bệnh nhân này thì chúng ta cần ước lượng trước cái lượng thuốc cản quang mà chúng ta sử dụng trong quá trình can thiệp. Ví dụ bác sĩ điều trị cần cân thông báo cho bác sĩ can thiệp rằng là bệnh nhân này mức lọc cầu thận như thế nào, thì bác sĩ can thiệp cần phải đánh giá là cái lượng cản quang tối đa chúng ta sử dụng cho bệnh nhân như thế nào. Thì khuyến cáo 2016 của Hội Tim mạch châu Âu người ta đưa ra là gì? Một cái phép tính cũng khá đơn giản chúng ta tính toán được. Đó là gì? Lấy cái mức lọc cầu thận nhân lên 3,7 là cái lượng nước cản quang tối đa được sử dụng trong quá trình này. Ví dụ bệnh nhân có mức lọc cầu thận khoảng tầm 40 chẳng hạn, chúng ta nhân lên khoảng xấp xỉ 4 thì cái mức lượng thước cản quang mà bác sĩ can thiệp sử dụng là xấp xỉ khoảng 150-160. Và có đó chúng ta thông báo ngay cho bác sĩ can thiệp rằng là nếu trường hợp bệnh nhân có suy thận thì lượng cản quang được sử dụng tối đa là bao nhiêu. Câu hỏi và câu trả lời cũng khá đơn giản để các bạn tính toán trước. Chỉ cần cung cấp cho bác sĩ can thiệp biết rằng là cái mức lọc cầu thận bao nhiêu thì bác sĩ can thiệp sẽ thể ước tính được cái lượng cản quang sử dụng như thế nào. Và đây là cái bảng đánh giá trường hợp mà chúng ta khi sử dụng thuốc cản quang ở những đối tượng bệnh nhân mà có suy thận, chúng ta cần ước tính cái lượng cản quang. Và nhằm so sánh giữa bệnh nhân có suy thận và bệnh nhân với cả cái tình trạng thuốc cản quang, chúng ta thấy rằng là có một cái mối liên quan tiến tính rất rõ ràng. Với trường hợp bệnh nhân suy thận độ 1, độ 2, độ 3, độ 4 thì cái tình trạng bệnh thận thuốc cản quang nó cũng tiến triển theo cái mức độ suy thận và theo chiều hướng tiếp tuyến tăng.
Và để hạn chế như thế, người ta nghĩ ra một loạt các phương pháp. Ngoài phương pháp chúng ta biết đây rằng là chúng ta truyền dịch, và trước đây người ta dùng một thứ thuốc mà để long đờm ấy, acetylcysteine, nhưng mà hiện nay cái bằng chứng nó không rõ ràng. Thì có một phương pháp mà tác giả Marini đã dùng, phương pháp IVUS guide, tức là trong quá trình can thiệp người ta hạn chế cản quang bằng dùng IVUS. Thì cái kết quả nghiên cứu thấy rằng là ở cái nhóm mà dùng bằng trung bình vành so với cả nhóm IVUS guide, thì ở nhóm IVUS guide chúng ta giảm được cái lượng cản quang sử dụng so với cả cái nhóm mà dùng Anzo guide. Và để phổ biến hơn nữa, để người ta làm nghiên cứu hơn nữa, thì tác giả Ziad thì người ta cũng sử dụng các phương pháp cả IVUS, cả FA, tức là cả phương pháp chẩn đoán hình ảnh, cả phương pháp để đánh giá về sinh lý học, để rút hạn chế tối thiểu cái lượng cản quang trong quá trình can thiệp. Thì cái phương pháp của như thế này, tức là người ta sẽ tiến hành chụp ảnh trước đó một tuần, sau khi đánh giá tổn thương, người ta sẽ tiến hành can thiệp, và người ta sẽ hướng dẫn sử dụng bằng FA3 và IVUS trong quá trình can thiệp. FA3 thì mang lại cho ta biết rằng là cái tổn thương chúng ta nên đặt ở vị trí nào, còn IVUS thì cho chúng ta cung cấp cho bác sĩ can thiệp về kích cỡ lựa chọn, vấn đề tối ưu hóa can thiệp cũng như đề phòng các biến chứng sau khi can thiệp. Và kết quả ra sao thì thấy rằng ở trong những đối tượng chúng ta tiến hành can thiệp thì không có đối tượng nào bệnh nhân bị bệnh thận thức cản quang, và không đối tượng nào cần phải lọc máu, và không bệnh nhân nào cần phải sử dụng cản quang trong quá trình can thiệp. Đó mà người ta gọi là một phương pháp zero contrast trong quá trình can thiệp. Nhưng dù sao cái kết quả nghiên cứu này chỉ đánh giá về lượng hóa, tức là giảm được cản quang thôi. Về outcome thì hiện nay chưa có nghiên cứu và chưa được cải thiện. Và ông Meran đưa ra một cái bản hướng dẫn trong trường hợp chúng ta dùng IVUS guide trong trường hợp bệnh nhân có suy thận. Đó là gì? Trước hết chúng ta phải làm IVUS trước, sau đó kết hợp FA và IVUS, thì chúng ta cần đo đạc và chính xác đưa ra các phương pháp để tối ưu hóa vấn đề can thiệp. Để phương pháp thứ nhất tôi mới đề cập, phương pháp thứ hai là ta dùng một hệ thống IVUS. Hệ thống này có ưu điểm gì? Người ta sẽ pha loãng cản quang và có hệ thống người ta hút âm lại. Tức là gì? Cản quang bao giờ có hiện tượng dư thừa trong đường ống này, thì sau khi bơm vào trong lòng mạch vành, người ta sẽ hút lại và quay một cái vòng tuần hoàn tự nhiên, thì chúng ta sẽ làm tối thiểu được lượng cản quang khi sử dụng. Và đây một cái nghiên cứu là sử dụng cái hệ thống IVUS hoặc là AVUS, thì ở cái nhóm mà theo chụp mạch vành theo thông thường và có dùng AVUS, thì kết quả là ở cái nhóm mà chúng ta dùng AVUS thì chúng ta giảm được cái lượng contrast, là giảm lượng cản quang so với cả cái nhóm cơ bản. Và phân tích dưới nhóm thì cái lượng cản quang ở cái nhóm mà dùng IVUS này thì so cả vấn đề điều trị đặt một tổn thương, hai tổn thương hay ba tổn thương, thì so với cả cái nhóm chúng ta thấy rằng có sự cải thiện rất rõ ràng. Và điều rất quan trọng nữa là cái lượng cản quang chúng ta đã cải thiện hơn, nhưng về cái biến cố, ví dụ vấn đề về suy thận thì thấy không có sự khác biệt. Chúng ta thấy rằng là mặc dù chúng ta giảm lượng cản quang, nhưng mà về biến cố nói chung thì không có sự khác biệt giữa hai nhóm hoàn toàn. Và để cải thiện hơn nữa, ta dùng hệ thống nữa là hệ thống Divert Operation. Hệ thống IVUS này thì nó cũng dùng theo nguyên lý, đó là gì? Là cũng pha loãng cản quang và hút âm lại và đưa vào cái vòng tuần hoàn để giảm bớt cái hiện tượng tiểu thừa, tối thiểu sử dụng cản quang. Thì cái kết quả của nghiên cứu này cũng đưa ra một câu trả lời rất rõ ràng là ở cái nhóm dùng Divert thì giảm được các biến cố, giảm được cái lượng thuốc cản quang sử dụng trong quá trình can thiệp. Nhưng dù sao, cái phương pháp này thì nó vẫn cung cấp cho một hình ảnh rõ ràng hơn, mặc dù chúng ta khi chúng ta pha loãng thì người ta hơi quan ngại một chút là cái hình ảnh cung cấp cho bác sĩ can thiệp có thể không rõ ràng, nhưng mà khi sử dụng hệ thống Divert này, chúng ta vẫn pha loãng cản quang và bên cạnh đó vẫn cung cấp được hình ảnh một cách chính xác cho bác sĩ. Và phương pháp chúng ta sử dụng nữa là chúng ta truyền dịch. Thì trước đây chúng ta nghĩ rằng phương pháp truyền dịch là phương pháp hiệu quả nhất, nhưng qua một cái phân tích nghiên cứu là nghiên cứu AMAZING, ta nghiên cứu ngẫu nhiên pha 3 nhãn mở, thì thấy rằng là so sánh giữa hai nhóm, một nhóm là có truyền dịch, một nhóm là không phòng ngừa và truyền dịch, thì thấy rằng là không có sự khác biệt về bệnh thận thức cản quang, từ 2,7 so với 2,6. Về nhằm củng cố xem, người ta đặt câu hỏi rằng là vậy một cái truyền dịch không thì đã đủ chưa, thì người ta nghĩ ra phương pháp là kết hợp cả truyền dịch cho cả thuốc lợi tiểu. Thì mà lợi tiểu đây là lợi tiểu cưỡng bức, ta truyền lợi tiểu theo con đường bằng bơm tiên, bằng máy truyền dịch, và người ta truyền dịch một lượng dịch khá lớn. Người ta hy vọng rằng với phương pháp này thì có thay đổi dịch dịch không, thì người ta dùng hệ thống là hệ thống Renal Gas System, tức là dùng lợi tiểu cưỡng bức và truyền dịch cưỡng bức. Thì kết quả nghiên cứu khá là khả quan. Ra sao? Ta thấy rằng là chúng ta giảm được xấp xỉ 69%
các tỷ lệ bệnh nhân bệnh thận ở thuốc cản quang. Và chúng ta giảm được gì nữa? Chúng ta giảm được xấp xỉ 71% những trường hợp phải ghép thận. Đấy, tức là chúng ta không những giảm được cái biến cố mà giảm đây cả hai biến cố, biến cố về suy thận cũng như biến cố về ghép thận. Và phân tích kỹ hơn về các biến cố về tim mạch, đó là gì? Tử vong do tim mạch. Trường hợp bệnh nhân hội chứng mạn cấp, bệnh nhân bị đột quỵ hoặc là bệnh nhân có phù phổi. Thì thấy rằng là xu hướng ở cái nhóm mà chúng ta dùng kết hợp cả hai phương pháp, đó là truyền dịch tích cực cộng với cả lợi tiểu tích cực, thì chúng ta giảm được các biến cố, mặc dù sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê, nhưng chúng ta thấy một xu hướng rất rõ ràng là chúng ta truyền dịch tích cực cộng với cả lợi tiểu tích cực thì mang lại lợi ích khá rõ ràng, không những về CV outcome, về cả về bảo vệ thận. Đến phần kết luận của cái phương pháp chúng ta phòng ngừa bệnh thận thuốc cản quang, thì chúng ta cần lưu ý rằng là chúng ta phải giảm tối thiểu cái lượng cản quang vào trong cơ thể bệnh nhân, tăng lượng dịch. Và hiện nay các phương pháp có khá nhiều cái hẹn, đó là gì? Kết hợp cả lượng dịch truyền tích cực cộng với cả lợi tiểu tích cực thì mang lại kết quả rất rõ ràng về cải thiện outcome cũng như bảo vệ thận.